Riot 2018 lên màn Android tại Akala Thái Nguyên. Thì khi các bác nâng cấp một chiếc màn Android tại Akala Thái Nguyên thì các bác có gì ạ? Thì các bác sẽ có một chiếc màn Android to 9 inch như thế này các bác nhá. À, sẽ có kèm cam lùi này. Khi mà các bác vào lùi, mình sẽ xem được, quan sát được toàn cảnh phía đằng sau, đảm bảo là không có cái góc nó bị khuất để các bác lái xe an toàn hơn này. Tích hợp một cái camera hành trình ghi hình phía trước được dán nhỏ gọn ở trên này các bác nhá. Mình có thể điều chỉnh xem trực tiếp ở trên này luôn. Các bác chỉ cần chạm vào đây là sẽ có camera ghi hình phía trước sắc nét như thế này và xem lại trực tiếp ở trên này luôn. Đây là những video mà cái cam ghi hình trực tiếp của trên này luôn nha các bác nhé. Chưa hết nha các bác. Ngoài ra thì khi mà các bác lắp màn tại Akala thì các bác sẽ được tích hợp thêm app Sunlop, cảm biến app Sunlop vào màn này luôn này, trên cái màu màn này, này. Các bác có thể quan sát được cái lốp, bốn lốp của mình khi mà hành trình di chuyển. Cái này rất là an toàn khi mà các bác di chuyển đường dài hoặc là trên cao tốc, đặc biệt là những bác nào mà mới lái xe chưa cảm nhận được xe khi mà mình di chuyển đúng không ạ? Khi mà có áp suất lốp thấp hoặc cao thì nó sẽ có báo và nó hiển thị luôn ở trên này, và bánh nào nó sẽ hiển thị ra luôn. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái phím rảnh tay ở trên này để ra lệnh giọng nói cho chiếc màn này. Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Đó, các bác thấy cái màn này nó thông minh hơn không ạ? Bình thường cái màn nguyên bản thì sẽ các bác sẽ không thể ra lệnh giọng nói được như này đúng không ạ? Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Chỉ với một câu lệnh thôi, các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thì tất cả cái màn hình này nó sẽ làm việc và nó tạo cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà muốn xe của mình thông minh như thế này thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá. Hè đến rồi các bác ạ, đấy, phải dán phim liên tục cho các bác đây. Đây là một chiếc Virus mà đang thi công gần xong rồi, còn dán mỗi cái hậu này nó là xong này. Đấy các bác thấy không? Cái kính cũ của nó này, kính cũ của nó đây. Đấy, phim nó kiểu dạng màu này nhá các bác nhá. Đấy. Đây, chỉ số cách nhiệt của nó đây. Đấy, cách nhiệt chỉ được bằng này phần trăm thôi, 25-17% này. Đấy, nên là quá nóng đúng không? Rồi, với tầm này thì cách nhiệt gọi là gì đâu cách nhiệt đúng không? Còn đây là cái phim bên em dán cho khách đây. Đấy, đây. Chỉ số cách nhiệt nó 93% này. Đó. Còn đây là khi mà dán lên xe rồi nhá. Đây này. Đây, dán lên xe rồi. À, cái này đang cắt điện. Đây, khi mà mình dán lên xe rồi này. Đấy. Chỉ số cách nhiệt của nó là 97% nhá. Đấy, khi dán lên trên xe rồi. Đó. Thì gần như là 3% là 100% rồi. Đó, nên là các bác khi mà các bác lái xe nó sẽ giảm được cái độ nóng của mình đi rất là nhiều. Đó. Còn bên này thì đang là một chiếc Fortuner cũng vừa bóc phim cũ rồi. Đây, anh em cũng đang chuẩn bị tẩy keo để dán mới. Đó. Thì với như cái dòng phim cũ này, các bác thấy keo nó rất là nhiều đúng không? Đấy, đây. Đây là cái phim cũ của chiếc Fortuner này. Đây. Test cho các bác xem cái cách nhiệt của cái phim cũ này nó ở bao nhiêu nhá. Đấy. Cái này thì nó cũng khá hơn một chút, nó rơi vào tầm 47% các bác ạ. Đấy. Nhưng mà cái UV này, các bác thấy không? UV nó chỉ ngăn cản được có 55% thôi. Nên là các bác đi dưới trời nắng thì ánh nắng chiếu vào các bác thấy cái da tay mình rất là nắng, rát tay đúng không ạ? Đấy. Còn đây là cái phim của bên em nhé. Đây. Test cho các bác trực tiếp trên cái cuộn phim này luôn. Đấy. Đây. Đấy. 99% này, đúng không? 94%. Đấy. Cái UV này, đấy, rát tay này, cái này là cái IR này là cái chỉ số chưa cản trong nóng cho các bác nhá. Đấy, bác nào mà đang quan tâm hoặc là xe chưa có phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Gala các bác nhá. Vâng.
Hyundai Accent vừa mới xuất xưởng từ trong hãng ra thì cũng đã qua bên em Akala Thái Nguyên để chọn những cái dịch vụ như phủ ceramic. Đấy, anh em hay hỏi phủ ceramic hay là dán PVF nó sẽ có tác dụng gì ạ? Phủ ceramic nó sẽ có tác dụng của phủ ceramic và dán PVF thì nó sẽ có tác dụng của PVF, hai cái nó sẽ là hai cái tác dụng khác nhau. À, như anh em muốn bảo vệ bề mặt sơn mà muốn tăng độ bóng thì anh em dán anh em phủ ceramic cho em. Còn lại anh em muốn bảo vệ sâu chuyên sâu hơn thì anh em hãy dán PVF. Đấy, PVF thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn, chẳng hạn như phục hồi vết xước này, tăng độ bóng này. Còn ceramic thì nó sẽ là tăng độ bóng cho xe, giảm hạn chế ố, nước và chống tiêu UV. Đấy, đây là chiếc xe Hyundai Accent thì qua bên em và sử dụng cái gói dịch vụ đó là phủ ceramic của GB anh em nhé. Thì đây là cái chiếc xe mà đã đến và tiệm em tiếp nhận và đã xử lý xong cái khâu xử lý bề mặt sơn, đánh bóng, tăng độ bóng cho chiếc xe, làm sạch bề mặt sơn để bắt đầu tiến hành phủ. Đấy. Thì cái như dòng xe này sau khi đánh bóng này thì những xe kẽ này sẽ bị bẩn lại và sẽ phải tẩy lại hoàn toàn, sau đó sẽ đưa vào phòng và tiến hành phủ. Các bước phủ thì sẽ do những kỹ thuật chuyên sâu và lành nghề để phủ cho chiếc xe của mình để đảm bảo cho cái lớp phủ chắc chắn, bền, đẹp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đấy, và anh em nào mà có dòng xe xem mà muốn đang muốn phủ ceramic hoặc là tham khảo phủ ceramic thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá. Đây là lý do vì sao các bác nên phải trang bị cam 360 cho xe ô tô của mình các bác nhá. Đây các bác qua đây, đây là một chiếc xe rất là sang này, xe mẹt các bác nhá. Nhưng mà xe này chưa có cam 360. Đây. Ăn ngay một vết vào đây luôn các bác ơi. Bởi vì khi các bác quan sát ở gương chiếu hậu nhá, nó có ở đây nó có một cái giống như kiểu cái gốc cây mà người ta chặt đi ấy, thì nó không lên trên này. Nên là với cái tầm quan sát của cái gương chiếu hậu các bác không nhìn được, và cái gương này chỉ cần mình lơ là một xíu thôi, cái gương chiếu hậu góc bên này thì nó bị khuất đây, nó thẳng vào sát này nên là các bác sẽ không có để ý. Đấy, làm một quả ngay như này các bác đi vài củ ngay đúng không ạ. Bây giờ các bác sơn, phải sơn hết cái khu vực này, sơn cái cản sau này. Đấy, rất là mất tiền nha các bác và mất thời gian các bác nhá. Đây, với những cái xe mà trang bị cam 360 thì nó sẽ như thế này. Như chiếc xe Camry này vừa nâng cấp màn lên bộ cam 360 sẽ có một mắt cam sau ở phía đằng sau này. Ở gương này sẽ có mắt ở gương này luôn này. Đây, gương này. Và đằng trước cũng có như vậy luôn các bác nhá. Đây, đằng trước sẽ có trang bị một cái mắt ở phía đằng trước như này luôn. Nên là khi các bác mà có di chuyển đằng xi nhan bên trái bên phải, hay là các bác có vào lùi, hay các bác có đi tiến, thì các bác đều có cái cam mà nó quan sát toàn cảnh. Ví dụ như cái cam ghi hình phía trước này, các bác sẽ nhìn toàn bộ từ cái cản trước này, và đằng sau tương tự đấy. Cái khu vực này các bác có điểm mù ở đây, các bác quan sát được hết. Đấy, không, gần như là không có điểm mù luôn. Đấy, các bác nào mà chưa trang bị cam 360 cho xe của mình, các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá. Các bác nào đang sử dụng chiếc xe Mazda 3 từ đời 2020 trở lại đây, đây trên tay em đây là chiếc màn hình zin của nó. Màn hình nhìn rất là đẹp nhưng mà không có cảm ứng ở trên màn. Với dòng này thì các bác khi mà các bác lắp đặt Android Book ấy, các bác rất khó sử dụng. Và bác chủ đã qua bên em để nâng cấp cái màn Android, thay thế màn Android liền cam 360 luôn các bác nhá. Đây, đây là màn zin. Còn các bác có thể nhìn thấy cái màn Android này, nó lắp nguyên zin dành riêng cho Mazda các bác nhá. Tất cả là đều cắm jack hết này, và chuyển đổi giữ nguyên hai hệ điều hành. Các bác vẫn có hệ điều hành Mazda Connect giữ nguyên ở bên này. Đó, các bác có thể thấy cái giao diện của bên Mazda Connect này. Và điều đặc biệt là mình sẽ có hệ điều hành Android chạy song song. Với chiếc màn này thì các bác khi mà các bác xi nhan này, bên trái, bên phải này, tầm quan sát góc rất là rộng luôn, vào lùi đây, quan sát toàn cảnh luôn, có đánh lái luôn này. Đấy. Thì các bác khi mà kể cả là đặc biệt là chị em phụ nữ mà sử dụng cái dòng xe này với cái điểm mù nó nhiều ấy, thì các bác lắp cái cam màn liền cam này vào, các bác không lo vấn đề là mình có thể va quẹt nữa. Đặc biệt của cái màn này nữa đó là nó sẽ ghi hình 4 cái mắt cam, và ghi hình nó sẽ lưu lại hình ảnh của 4 mắt cam xung quanh xe luôn các bác nhé. Nó sẽ có một cái thiết bị lưu trữ này, USB lưu trữ ở trong này luôn. Với khi mà các bác nâng cấp màn Android lên rồi thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Để các bác chạm tay đây, mở video nhạc trẻ remix. Ngay lập tức thì cái màn nó đã mở ngay cái ứng dụng YouTube lên và sẽ mở cái bài nhạc
theo cái yêu cầu của mình. Ở đây thì cái sim này em lắp thì cái mạng của em ở đây nó hơi yếu một tí, nó chưa kịp loát dữ liệu. Các bác có thể tìm đường cũng tương tự, chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Đấy các bác thấy không? Với cái màn zin thì các bác không thể điều khiển thông minh như thế này, nhưng mà khi các bác nâng cấp lên màn Android thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là màn hình nó sẽ tự động tạo những cái lộ trình và làm theo cái yêu cầu của mình. Các bác chỉ cần nói thôi, chỉ cần ra lệnh cho cái màn thôi. Nâng cấp màn Android thì sẽ trở nên làm cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe Mazda 3 mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Akala để nâng cấp lên màn Android các bác nhé. Vâng, Mazda BT50 thì sau 10 năm sử dụng thì sẽ như thế nào? À, anh em thấy không ạ? Đây là chiếc Mazda BT50 thì hôm nay có qua bên em để dán lại cái bộ kim cách nhật. Thì bác chủ cũng có tâm sự qua rồi. Con xe này thì cũng lấy được 10 năm rồi. Và đây là cái bộ phim mà bên em đã bóc ra cho bác chủ này. Cái bộ phim này thì không biết là của hãng gì, bởi vì nó cũng không còn có logo mà nó rất là lâu rồi. Đó, anh em thấy không ạ? Đây, trên tay em là một cái bộ máy test phim như này. Đó, tỷ lệ chuyển sáng, tiếng tiêu UV và độ cách nhiệt của cái máy để test cho những dòng xe mà khi mà đến cửa hàng bên em thì em sẽ kẹp cái máy này vào cái chân kính để anh em test cho anh em. Và đây là cái chỉ số đưa ra. Thì anh em, cái bộ phim cũ của chiếc xe này thì chỗ chuyển sáng rất là cao, nên tầm 35% thì cái độ riêng tư gần như là không có luôn anh em ạ. Đấy, UV thì là 99,7, còn độ cách nhiệt thì nó xuống giảm xuống còn có 40% thôi. Thì cái chiếc xe này sẽ chọn gói phim cách nhiệt nào ạ? Đó là phim cách nhiệt 3M Crystalline anh em nhá. Đấy, là gói phim cao cấp nhất của dòng 3M. Thì đây là cái phim kính lái mà bên thợ bên em đã bắt đầu sấy xong này. Anh em có thể thấy là cái dòng kính lái thì dán nó sẽ rất là khó, bởi vì cái kính của anh em là cong thì bắt buộc phải sấy và ôm cái form vào như này thì mới đưa vào bên trong, và dán là dán bên trong nhé, không phải dán bên ngoài anh em nhá. Đây là cái mảnh phim thừa mà mới cắt từ cái vị trí của cái bản kính lái ra, thì anh em xem cái chỉ số nó sẽ thay đổi như thế nào nhé, và test đây test trực quan cho anh em luôn. Đấy. Anh em có thể thấy là với độ chuyên sáng 57%, bởi vì cái này là kính lái thì ưu tiên cái độ chuyên sáng xuyên suốt để mà anh em đi đêm đi trời tối có thể nhìn được và không bị mỏi mắt. Và độ cách tiêu UV thì như nào, tiêu UV sẽ là 100% và độ cách nhiệt nó lên đến 97%. Đấy, thì cái độ cách nhiệt cao như vậy thì nó sẽ giảm thiểu rất là tốt cho các bác khi mà đi xe trời nắng nóng này thì sẽ không bị rát tay này. Và thứ hai là phim 3M là dòng phim quang học. Với cái xe này sẽ còn chọn nguyên cả một gói phim cách nhiệt của 3M, và cái gói gánh sườn nó sẽ là kính CR20. Đây anh em có thể thấy là đấy, độ chuyên sáng nó sẽ cao hoàn toàn nhé. Đấy, độ chuyên sáng của lúc nãy em vừa mới test cho các bác đấy là đến 56. Còn cái này nó chỉ còn có 20 thôi, đảm bảo độ chuyên tư cho các bác. Và thứ hai là các bác buổi trời tối bác đi trời mưa bác có thể nhìn thấy cái gương này. Anh em không phải khoét một cái lỗ đây nhá. Nhìn nó là xấu và mất thẩm mỹ. Đấy, UV thì nó là 100% và TDR lên đến 99%. Và cái bộ phim này thì bên em sẽ là bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên. Bên em chuyên phân phối lắp đặt những dòng phim chính hãng cho các bác để các bác có thể trải nghiệm và an tâm sử dụng trong thời gian dài. Cảm ơn các bác. Sinh năm mới tinh từ hãng ra, có qua bên em lên một số phụ kiện các bác nhé, nhất là lên phim cách nhiệt này. Đây các bác có thể thấy khi mà mình dán hoàn thiện xong rồi, các bác nhìn ở ngoài và không bao giờ nhìn thấy cái không gian bên trong xe, nhưng mà với cái phim cách nhiệt này thì các bác xem ở bên nhìn qua tầm quan sát ở bên trong ra ngoài vẫn rất là ok nha các bác nhé. Đây, và cái này là cái chỉ số phim cách nhiệt mà như kính này bên em dán rồi. Đây các bác có thể nhìn này, thì mình vẫn nhìn ra bên ngoài bình thường, nhưng mà khi vào bên trong này đấy, khi mà ở bên ngoài các bác nó như một cái tấm gương rồi. Đây, đây là chỉ số khi mà dán phim xong này, chỉ số cách nhiệt các bác có thể thấy. Đây, cái mục này là mục IR chỉ số, đây là cái chỉ số cách nhiệt nhé, ngăn cản UV này là 100% và cách nhiệt là 100% luôn, gần như là tuyệt đối luôn. Nên là các bác ngồi trong xe, các bác di chuyển đi dưới trời có thể cực kỳ nắng nóng và mình sẽ không cảm thấy là nắng rát. Và đây, tất cả những cái chi tiết nhựa đen bóng này đã được bên em dán PPF nhé. PPF cái này chống xước, thì các bác có thể cạo xước này, nó xước bề mặt
ở cái mức nhẹ thì nó có thể tự phục hồi được. Và xe mới thì mình sẽ lên một cái bộ camera hành trình để trang bị cho xe này. Còn đây là anh em kỹ thuật đang chuẩn bị vào kính lái. Bác nào mà cần lên những cái phụ kiện gì cho xe của mình thì các bác có thể qua Cala các bác nhé. Các hãng xe thì hầu như là làm rất là chỉnh chu rồi, nhưng mà có một cái rất đáng tiếc các bác có thể nhìn thấy là cái lồng vè nỉ của bác nhá. Các hàng dòng xe mà để mà làm chống ồn cho dòng xe thì đi thì hầu như là vùng vè nỉ đây này, hầu như cái này này, các bác thấy không ạ? Đấy, bên đây túc sơn này, nó là lồng vè nỉ này. Đấy, khi mà đi vào cái này thì nó sẽ giảm ồn rất là đáng kể nhá. Nếu lồng vè của bác này, cái này là nhựa thì nó dội lên trong khoang xe, khoang động cơ và khoang nội thất của mình nó rất là to, mà khi mà làm cái lồng vè nỉ này thì nó lại rất là êm. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, đó là đi lâu thì nó sẽ như thế này, ba nhìn thấy không ạ? Đi lâu thì nó sẽ như thế này và nó sẽ xệ xuống, nát hết, rủ hết xuống này. Còn đây là cái lồng vè mới mà khi đã qua bên em xử lý rồi này, các bác nhìn thấy nó sau khi xử lý nó mượt và đẹp như này. Và cái sau khi phủ cái hóa cứng cái lồng vè này rồi ấy, thì nó vẫn dẻo nhá, cái lồng vè này nó vẫn rất dẻo và giữ được nguyên tính năng đàn hồi của chiếc lồng vè. Và thứ hai là nó sẽ không ngấm nước nữa, khi mà không ngấm nước cái này nữa rồi thì em đảm bảo các bác là bác đi có 5 10 năm do cái lồng vè của bác nó vẫn không bị xệ nhá. Thì đây là em đang làm cho rất là nhiều dòng xe, các bác có thể nhìn thấy xung quanh em đây. Đây, từ Nguyên Túc Sơn này, CRV này, CX5 này. Đấy, và đầy đủ các xe Santa Fe. Đấy, tất cả các là những cái dòng xe mà có lồng dòng SUV thì nó hay có cái lồng vè nỉ này. Đấy, bây giờ qua bên em xử lý hết hoàn toàn như này. Với những cái gói như thế này bên em bảo hành cho các bác là 5 năm. 5 năm nếu có lồng vè nó bị xệ thì em sẽ xử lý hoàn toàn cho các bác. Đấy, các bác mà chưa biết xử lý lồng vè đâu nhá, hoặc là các bác mà đang đi dòng xe nào mà có lồng vè nỉ thì hãy comment về bên dưới nhá, để bên em hỗ trợ và xử lý cho các bác. Còn xử lý ở đâu hãy đến với Akala Thái Nguyên các bác nhá. Hôm nay em lên cái quả video này chắc có nhiều bác thắc mắc là tại sao khi mà lên ánh sáng đèn lại một bên nó sẽ ánh sáng nó trong hơn và một bên nó sẽ hơi mờ đúng không ạ? Nguyên nhân là do cái mặt đèn ở bên tài này của bác xe, bác chủ đi lâu nó bị ố cái mặt đèn này rồi. Nên hôm nào bác chưa có thời gian làm nên là hôm nào ra bên em sẽ đánh bóng lại mặt đèn này thì nó sẽ sáng, ánh sáng nó sẽ tốt như cái bên phụ này các bác nhá. Nên là cái này là không phải do đèn đâu nhá. Nên là chắc sẽ có nhiều anh em bảo là hai bên thì nó lệch nhau đúng không ạ? Đây, với chiếc xe Corolla Tiết này thì bên em đã nâng cấp cho chiếc xe này bộ bi LED Limited GTL 3.0 này. Đây, ở khi mà lên pha các bác có thể thấy pha nó sẽ là trụ màu tâm này, và tâm này nó là ánh sáng trắng ngả vàng và vàng nhiều hơn các bác nhé. Nên là các bác di chuyển vào nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau được, ví dụ là sương mù hoặc là trời mưa nhẹ các bác vẫn di chuyển thoải mái luôn. Bác nào đang muốn nâng cấp ánh sáng cho xe của mình mà chưa biết cái địa chỉ nào, nơi nào độ rèn uy tín thì các bác hay nhớ tới Akala các bác nhé. Đi 16 năm tuổi rồi thì ánh sáng đèn sẽ như nào ạ? Đây, anh em thấy không ạ? Thì sau khi một cái thời gian sử dụng dài rồi thì cái chiếc xe Camry này đã qua bên em đổi đồ đèn. Bề bản thân của chiếc xe này á thì đã là bi projector và có bóng xenon rồi anh em nhá. Với cái thời điểm đấy cái dòng này nó sẽ rất là cao cấp rồi. Đấy, có bi rồi mà có projector rồi và có hệ thống bóng xenon rồi thì nói chung là cái thời điểm đấy cũng rất là sáng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái bóng đèn của nó sẽ xuống và rất là tối. Để khắc phục cái tình trạng đấy thì bên em có thay cho bác chủ một bộ bi LED với mã là X-Line V20. Đấy anh em ạ, đây là cái bộ mà bi của gần như là quốc dân nhất hiện tại trên thị trường hiện tại rồi. Đấy, bi với mã LED, bi LED là X-Line V20 này. Đấy, anh em có thể đây, Auto 365 nhé. Đấy, và cái bản này là bản mới nhất, bản 2024 thì có bản là 99Z9+1+1 và công suất đã được đẩy lên từ 55 lên 60 và pha là 70W và bảo hành cho anh em là 3 năm với nhiệt màu là 5000. Thì cái cho ra ánh sáng hơi ngả vàng một chút để anh em đi bám sương, đi đường sẽ bám đường hơn, và đi trời mưa trời sương anh em có thể hoạt động hiệu suất tốt hơn. Và với cái dòng này thì lắp cho chiếc xe Toyota Camry này thì cùng với cái kích thước của đèn bi nguyên bản đó là bi 3 chấm thì anh em chỉ cần lắp vào cái vị trí đèn zin của chiếc xe xong. Còn cái dòng này nó sẽ có hệ thống liếc và hệ thống gật gù theo xe, thì bên em sẽ để giữ lại nguyên cái hệ thống liếc và gật gù cho chiếc xe của mình. Và đây là sau khi chiếc Camry bên em đã nâng cấp đèn xong, anh em có thể thấy đèn được lắp vào vị trí nguyên như nguyên zin, rất là đẹp và thẩm mỹ nha anh em nhé. Đấy, anh em thấy không ạ, đèn như kích thước giữ vào kích thước nguyên ban đầu, vị trí ban đầu,
và hệ thống liếc của đèn bi sẽ được giữ nguyên. Đây anh em thấy sau khi đây đối với chiếc xe này, anh em xem đây khi mà bắt đầu khởi động lên nhá, thì chiếc đèn này sẽ có hệ thống liếc và gật gù. Thì với con đèn này bên em sau khi lắp đặt xong và đều xử lý hoàn thiện lại cho anh em, và cái hệ thống báo liếc này nó sẽ không bị lỗi và giữ nguyên được cho anh em. Đây ánh sáng, đây là ánh sáng cốt cho ra của bộ pin LED X-Lite V20 và đây là ánh sáng pha. Đấy, anh em thấy sáng hơn gấp 3 đến 4 lần so với đèn zin của anh em, và có thể nói là để mà đảm bảo cái cung đường di chuyển vào đường đêm, đèo núi và đường cao tốc thì anh em lắp một cái bộ như này, đèn như thế này là anh em đủ đảm bảo hợp lý cho anh em để anh em di chuyển những cung đường dài rồi. Còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. Camry 2.0 Q lên 2019 lên màn Android ZX10 phiên bản giới hạn đây các bác. Trước mặt các bác đây là chiếc màn hình mà sau khi bên em đã lắp hoàn thiện rồi. Tất cả thì nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin như này các bác nhé, gần như là nguyên bản của xe luôn, và nó sẽ biến cái màn thường của bác thành cái màn Android, mình thay thế hẳn luôn cái màn gì đây, màn Android này thì sẽ có kèm cam 360. Các bác có thể quan sát toàn cảnh bên phụ này, bên lái này, đằng trước này, đây cam đằng trước, các bác có thể thấy cái cam đằng trước của nó hiển thị ở đây khi mà mình vào lùi này, cam sau này của em đang mở cốp này, nó vểnh lên trên này. Đây là cam trước này, đấy có nhìn toàn cảnh. Ngoài ra với cái màn liền cam 360 này thì mắt cam nó sẽ là cam ghi hình 4 xung quanh xe luôn nha các bác nhé. Đây, khi mà các bác vào xem mình có thể xem được cái góc quay của nó, quay ghi hình 4 xung quanh xe luôn. Nên là ví dụ các bác mà có di chuyển trên đường mà có va quẹt ở bên sườn này hoặc là đằng sau, đằng trước thì nó sẽ có cam ghi lại cái hình ảnh ấy trực tiếp luôn, rất là tiện. Chứ không phải là cái cam mà các bác gắn ở đây thì nó chỉ quan sát được cái phần nắp capo trên này thôi. Ngoài ra thì với màn Android các bác sẽ có đầy đủ những cái tính năng sử dụng rảnh tay ở trên này. Và điều đặc biệt với màn Android các bác có thể sử dụng cái phím ra lệnh điều khiển bằng giọng nói, mở video, nhạc trẻ, remix. Các bác có thể sử dụng bằng cái ra lệnh giọng nói để điều khiển chiếc màn hình này, nó là làm việc ra lệnh cho nó để nó mở những cái ứng dụng mà các bác cần này. Mình có thể sử dụng điều khiển để chỉ đường này, đi chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Ngay lập tức thì chiếc màn hình mình sẽ mở cái ứng dụng Việt Map S2, và cái bản đồ này nó có một cái điều đặc biệt, đó là nó sẽ có cái cảnh báo giới hạn tốc độ ở trên này. Đây, ở trên này các bác có thể thấy hiển thị với cái vị trí mà em đang đứng này sẽ là cái tốc độ giới hạn là 50 km/h này, và 1,2 km nữa thì sẽ tới biển là tốc độ giới hạn là 60 km/h. Đây, và nó sẽ có tạo cho mình cái lộ trình màu đỏ đây, và các bác chỉ việc đi theo cái cung đường này nó chỉ thôi. Nó rất là tiện đúng không ạ? Bác nào mà xe mà chưa có bản đồ, các bác đang sử dụng điện thoại này hoặc là chưa có cái chức năng giải trí nghe nhạc trực tuyến thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để nâng cấp cái màn hình trên xe của mình các bác nhé. Anh em ơi, hôm nay em giới thiệu cho anh em một món đồ nhá. Bình thường anh em là đi mua xe mới này, cái sàn này vẫn là sàn nỉ, rất là khó vệ sinh nhá. Mà bình thường đây, trên cái sàn này thì anh chủ anh đã trải cho một bộ sàn 6D rồi, nhưng mà theo ta đi sau một thời gian sau, cái sàn này nó có bung ra nhìn rất là khó chịu, và nó cái những cái bụi nó hay nhét vào cái khe kẽ này cũng rất là khó vệ sinh. Hôm nay em thì giới thiệu cho các bác một cái bộ thảm sàn của thương hiệu Kata với thương hiệu Thái Lan đây. Đấy, các bác nha. Thì cái bộ sàn này, nếu các bác mà ở xa ấy, thì các bác cứ đặt em bên em về và các bác trải như bình thường thôi. Bởi vì cái bộ sàn này là cái bộ sàn được may sẵn cho các dòng xe rồi, may theo form, theo dáng. Đây, các bác có thể thấy này, và có rất là nhiều màu. Thì cái này nó sẽ may sẵn, rồi may riêng cho một dòng xe rồi, các dòng xe nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Cái viền này được bo chỉ và không bao giờ bị rách. Đây, và khi mà các bác trải này, nó đã may sẵn theo các dòng xe rồi, thì các bác lắp thì rất là dễ dàng thôi. Một là các bác có thể trực tiếp qua bên em, hai là có thể là các bác ở xa thì có thể đặt bên em và em sẽ gửi về cho các bác và các bác được trải thôi. Đây, đặt vào như này đó. Cái khuy này nhá, các bấm, các bác nhìn để ý cái khuy bấm này với cái khuy bấm của theo xe nó sẽ là trùng khớp với nhau. Đó, đây đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ, rất là chắc chắn. Và đây, khi các bác đã trải xong đấy, thấy không ạ,
cái những cái vị trí chân ga chân phanh này nó sẽ rất là khít và đúng vào vị trí của bác luôn, không có chuyện là kẹt chân ga chân phanh các bác nha. Đó, thấy không ạ? Và sẽ không bị trượt nhá. Nếu đất đá mà rơi ra đây thì các bác chỉ cần bỏ bát ra là vệ sinh là xong. Đấy, các bác nào mà đang sử dụng các dòng xe nhá, mà đang cần lắp trải sàn nhá, hoặc là sàn bậc bước chân, sàn ra sàn nỉ hoặc là sàn để trong xe này nhá, thì hãy liên hệ với Akala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác. Vios 2023, bản thân của cái bản bộ này thì nó đã có bèn đi gầm với anh em nhá. Nhưng bi gầm nguyên bản của nó sẽ bi này rất là bi 1.8 này anh em này. Bi rất là bé nên là khi mà anh em muốn lắp cái bi và bi gầm vào đấy thì muốn lắp bi gầm mà bi 3 inch này thì nó sẽ chui ẩn bên trong. Thì em bên em có làm cái dưỡng như này để lắp cho cái bi 3 inch nó vào đây và lắp zin anh em nhá. Đây. Bên lái đây, anh em thấy ạ. Đấy. Thế con này bản thân của nó là đèn full led rồi này, nhưng mà thật ra ánh sáng của đèn full led cực kỳ kém. Đây anh em nhìn thấy ạ, ánh sáng đây, ánh sáng của đèn, đây là ánh sáng của đèn nguyên bản này, đây là của bản full led này. Anh em thấy chóa led đây nó có ba cái mặt led ở đây rồi, nhưng ánh sáng cực kỳ kém. Đây là ánh sáng của đèn gầm mà sau khi em nâng cấp xong này, với bộ bi led X-Blind X3 Pro với nhân màu là 5500. Đấy, đây là ánh sáng của với chế độ cốt. Còn đây là ánh sáng của chế độ pha. Anh em thấy ánh sáng rất là sáng và át hết cái phần đèn nguyên bản của chiếc xe đi. Đấy. Và với X3 Pro thì nó sẽ có một cái tâm trợ pha là, trợ pha. Đấy, anh em có thể thấy là cái tâm vàng như thế. Anh em hỗ trợ cho anh em đi mưa đi sương. Đấy. Cực kỳ tốt nha anh em nhá. Đấy. Và đây là cốt này, pha của đèn này. Đấy. Nếu mà so sánh với độ sáng thì nó có thể sáng gấp 4 đến 5 lần so với đèn nguyên bản của chiếc xe. Và cái đèn gầm của xe và cái đèn trên của anh và so sáng hơn gấp 32 đến gấp 3 lần so với đèn nguyên bản của xe bên trên này với đèn zin. Đấy. Anh em nào mà đang đi xe Vios nhá, hoặc là những dòng xe khác mà chưa có đèn gầm hoặc là có đèn gầm nhưng mà ánh sáng rất là kém thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em nâng cấp đèn gầm cho các bác. Nào đang sử dụng xe Xpander thì các bác có thể tham khảo cái mẫu sản phẩm này các bác nhá. Đây là chiếc cái màn hình DVD Android dành cho Xpander này. Lắp nguyên zin. Cảm giác hết các bác nhá. Đây. Các bác khi các bác vào lùi thì mình hiển thị luôn cam lùi này và được tặng kèm cam hành trình ghi hình phía trước ở trên này luôn. Các bác có thể thấy ở đây khi mà mình xem lại này, tất cả hành trình lưu lại hết ở trên này mà các bác không phải lắp thêm một bất kỳ một cái cam có cái màn hình nữa ở trên này luôn rồi, đúng không ạ? Ngoài ra mình có thể sử dụng tất cả các phím ở trên vô lăng này, mở video nhạc trẻ đôi mic. Với cái màn hình nguyên bản theo xe thì các bác không thể ra lệnh được giọng nói, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà lên nâng cấp lên màn Android này, mình có thể sử dụng điều khiển ra lệnh giọng nói, có thể lắp sim 4G vào đây và có bản đồ cảnh báo tốc độ đầy đủ cho mình hết. Cái này mạng của em nó hơi yếu một tí rồi. Lần nữa, thế ở góc độ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, ông có nói rằng là cái quỹ đất ấy nó là cái khó khăn lớn nhất tại thì ở góc độ của chuyên gia thì nhìn lên trên này mình sẽ có bản đồ Vietmap S2 trên này có cảnh báo tốc độ cho mình luôn. Nên đây thì tôi cũng phải rất là tiện luôn. Bác nào đang sử dụng các dòng xe thì có thể tham khảo lên màn hình Android các bác nhá. Là cái lồng bèn ỉ anh em ạ, đây này. CRV 2024 nha anh em nhá. Em thật với các bác, cái lồng vè thì cũng khá là dày dặn đấy, nhưng mà cái lồng vè nỉ nếu ép nhiệt thì không, các bác không làm sớm thì nó rồi nó cũng lại xệ xuống rồi, nó nát hết. Đây, khi mà lồng vè mới, em nói các bác, khi mà các bác mua xe những cái lồng vè mới nó đang nguyên form, nó có nguyên dáng như thế này thì các bác làm ngay nó cực kỳ đẹp. Chứ còn đợi đến lúc nó nát rồi thì các bác làm thì nó cũng không ấy, không được đẹp nữa. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây là chiếc, bên này là chiếc Hyundai Santa Fe. Và bên em đã vừa làm xong con này thì hôm qua cái mặt mũi của nó còn không, thật sự là không còn nhìn thấy. Đây, sau khi làm xong thì các bác có thể thấy này, cái lồng vè nó đã trở về form nguyên dáng ban đầu này. Đấy, cái này là về form rồi nhá, về form, về phá dáng rồi nhá các bác nhá. Đấy, khô cứng lại rồi. Và các bác một điều tuyệt vời hơn là khi mà hóa nhựa, hóa nỉ lồng vè bên em này, các bác thấy không ạ, khi mà các bác bẻ xuống này nó sẽ không còn bị gãy nữa. Đấy, rất là bền nhá, nó sẽ trả lại cái dáng form dáng như nguyên bản như ban đầu. Với cái vật liệu mà bên em đang thi công như này thì các bác em bảo hành cho các bác tận 5 năm. Đấy. Với cái gói cao cấp như này và cái chi phí bỏ ra rất là hợp lý. Nếu như các bác, em nói thật các bác mua một cái đôi mới này ở hãng thì nó cũng rất là cao. Với cái số tiền nó rơi với khoảng độ hơn 1 triệu một đôi này. Và một chiếc này. Đấy thì các bác thử, nếu mà các bác đi một đời xe khoảng độ 5 năm mà các bác thay đến 3 lần vè này thì các bác cũng thấy tốn đấy bằng cái chi phí.
có thể còn đắt hơn cái chi phí mà bọn em đang làm cho các bác đấy. Còn các bác nào mà đi xe lồng vèn nỉ nhá, mà chưa biết cái địa chỉ để mà làm cái lồng vèn này, thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên để bọn em xử lý cho các bác cái lồng vèn nó trở lại nguyên trạng như ban đầu nha các bác nhá. Mùa hè thì rất là nóng nóng, mà anh em ngồi trong cái xe mà không được dán phim gì rồi em nói thật với các bác, không khác gì cái lò tôn di động. Nhưng mà để mà dán một cái bộ phim hiệu quả thì hầu như các bác không biết, bởi vì thật ra về trên thị trường nó rất có rất là nhiều dòng phim trên thị trường mà các bác dán, có thể bác dán rồi nhưng mà vẫn đi cái cả cái nóng và phải dán bỏ đi bóc đi dán lại rất là nhiều lần và rất là tốn chi phí. Rồi thật ra những người tư vấn thật ra chưa tư vấn hết cho các bác để các bác hiểu được cái giá trị của một cái gói phim cái nhật đấy. Thì bên em đang làm những cái dòng phim chính hãng như của Neko, Kunlak và 3M. 3M là cái dòng phim cao cấp nhất, nó là dòng phim quang học. Thì anh em có thể thấy bây giờ em đang thi công cho một chiếc xe Honda HR-V đấy. Thì chiếc xe này có dán phim rồi nhưng mà thật sự là bác chủ có chia sẻ là đi rất là nóng và rất là rát tay, thì có qua dán lại gói phim 3M Crystalline đấy. Cái dòng phim thì có thương hiệu từ rất là nhiều năm nay rồi, được anh em tin dùng. Đây là cái kính lái 3M mà bên em theo kỹ thuật bên em đang thi công để chuẩn bị sấy và thi công. Cái dòng phim canh nhiệt thì sẽ dán là dán trực tiếp vào bên trong cho anh em nhé. Còn đây là cái kính nó cong thì bắt buộc phải sấy và để nó ôm form lại như này để mà vào bên trong nó sẽ không bị thừa như thế này. Anh em thấy đấy, khi mà ép cái tấm kim lên nó thừa rất là nhiều này, thì bắt buộc ép phải sấy vào. Và kỹ thuật sấy của 3M thì đòi hỏi cái thợ chuyên môn rất là cao thì mới có thể sấy được nha anh em nhé. Và cái dòng phim này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em là chính hãng là 10 năm. Đấy, anh em mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em trải nghiệm cho các bác những cái dòng phim cao cấp nhất, hiện đại nhất và chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các bác. Nhiều bác đang sử dụng xe ô tô mà trong xe ô tô nội thất của mình nó có mùi hôi. Đấy, đặc biệt là sàn nó bị ngấm nước và nó bị mốc, nó tạo ra mùi hôi này. Thì các bác không phải lo là để xe ở gala khoảng vài ngày tới một tuần nhá các bác nhá. Đó. Thì với Akala bên em ấy, thì bên em với những cái dòng xe mà các bác đang bị như chiếc xe này của em này, chiếc xe Innova này, sàn nỉ thì nó đã bị thấm nước từ trần xuống này. Đó. Và nó tạo ra cái mùi, khi mà nó ẩm nó tạo ra mùi và nó mốc cả cái sàn da này các bác này. Đó. Thì với chiếc xe này nếu mà các bác để ở bên em làm thì sẽ phải phơi nó rơi, nếu mà như sàn này nó rơi vào tầm khoảng 3-4 ngày. Đó. Thì có nhiều bác bảo là nếu mà để như vậy thì không có xe để sử dụng đúng không ạ? Đó. Thì với bên em thì bên em có một cái giải pháp cho các bác, đó là các bác mang xe qua bên em. Bên em sẽ sáo hết sàn và ghế ra để bên em vệ sinh. Đó. Và bên em sẽ phơi. Còn các bác vẫn mang xe của mình về sử dụng như bình thường. Đấy, sau khi cái này khô xong hết thì các bác mang xe qua và bên em sẽ vệ sinh nốt sàn và bên em lắp lại sàn. Đấy, vệ sinh ghế lại cho các bác nữa là mình đã có xe sạch sẽ thơm tho đi các bác nhá. Đấy, các bác không phải lo là bỏ xe ở đây. Đó. Bác nào mà muốn vệ sinh nội thất, ví dụ là những cái sàn nỉ nhá các bác nhá. Đấy, sàn nỉ thì nó mất thời gian chứ còn sàn da thì nó đơn giản hơn. Sàn da thì chỉ các bác có thể lấy trong ngày được. Đấy, rơi vào 6 đến 8 tiếng là đã vệ sinh xong cho các bác về nội thất bên trong xe nhá. Đó, thì bên em có rất nhiều gói cho các bác lựa chọn. Đấy, bác nào cần tư vấn thì có thể qua Akala hoặc nhắn tin trực tiếp lên page của bên em các bác nhá. Đây, bác biết đây có xe gì không ạ? Kia Sedona nhá các bác nhá. Dòng xe này thì em nói thật với các bác là lồng vè của nó thì đúng là gặp chìm trong ấy luôn. Đây, một chiếc xe trên chiếc xe này là 4 cái lồng vè này. Đây, các bác có nhìn thấy này. Những cái lồng vè này các bác nhìn thấy có khó chịu ạ? Các bác đi một cái xe của các bác mà bác ơi nhìn thấy này thì khó chịu ạ. Đây là cái thứ nhất nhá. Đây là cái đằng sau nhá. Đây. Các bác thấy không ạ? Đây là cái gì ạ? Cái lồng vè đằng trước, con này con trước nó cũng là nỉ luôn. Và nó đang bị cái tình trạng như thế nào? Sẽ nát. Các bác thấy không ạ? Đây là đằng trước nhá. Còn bên này thì các bác nhìn thấy không ạ? Đây. Nhìn thấy không ạ? Có thấy nó nát hết không ạ? Con này còn đi, nó còn quẹt hết vào đây này, các bác nhìn thấy không ạ? Nó đây, em quay ra đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Nó còn đi quẹt vào lốp, nó mòn hết rồi. Đây. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Mòn hơn đúng không ạ? Đấy. Rất là mất thẩm mỹ. Thật sự là cái xem tiền tỷ mà cái lồng vè nó bị sệ như này thì thật sự là rất là buồn và chán. Đây. Đây, còn đây nha các bác. Đây. Minh chứng cho rõ ràng cho các bác là sẽ xuống và nó đã cào, nó nát hết đây rồi. Đấy.
các bác mà thật ra các bác mà đi xe ấy, và nên bỏ ra một cái số tiền nho nhỏ thôi khi mà mua xe mới, thì hóa ngay cái lồng vè này cho cứng, giữ form, vừa đẹp xe và bền cái lồng vè nỉ này. Chứ còn các bác mà mua mỗi cái lồng vè này rất cực kỳ đắt, nếu mà anh em mua ấy, sẽ rơi vào hơn 1 triệu một cái này, chính ra chi phí nó rơi vào hơn 4 triệu rồi. Thì với cái số tiền đấy mà bác, khi mà bác còn mới, các bác chỉ cần qua bên em Agala Thái Nguyên thôi, em sẽ hóa cứng cho các bác. Các bác đảm bảo form dáng chuẩn chỉ, đi hết trọn đời xe luôn, không bị sập sệ. Đấy. Còn các bác chưa biết ở đâu, hãy comment ở phía bên dưới, em sẽ gửi các link địa chỉ cho các bác. Các bác chuyển qua bên em xử lý hết hoàn toàn cho các bác. Cảm ơn các bác. Các bác mà đang sử dụng xe mà nội thất của mình quá bẩn nhá các bác nhá. Ví dụ như cái chiếc ghế da này đây, thì bác chủ đã bọc da rồi, nhưng mà các bác có thể thấy đây, bên em đã vệ sinh sơ qua này, đây. Đấy, cái này là nguyên bản này, quá là bẩn luôn đúng không ạ, mốc hết rồi. Đây, cái này là bên em đã vệ sinh này. Bên em sẽ có những cái phớt đánh này, máy đánh này, và cũng có dung dịch chuyên dùng để dưỡng da các bác nhá. Các bác phải nhìn thấy cái ghế phụ này. Đấy, ghế này chưa, gần như là quá là bẩn mốc luôn. Thì những bác nào mà đang sử dụng ghế da, ghế nỉ, bên em đều vệ sinh được hết. Đấy, các bác cần làm sạch nội thất thì các bác có thể qua Akala các bác nhá. Để bảo vệ sức khỏe cho anh em thì anh em bình thường anh em sẽ là 1 năm anh em sẽ đi dọn nội thất 1 lần và chăm sóc lại chiếc xe của mình, spa cho những cái chi tiết nhựa da và làm sạch cái bề mặt nội thất bên trong. Nhưng anh em lại quên mất đó là một cái hệ thống tuần hoàn không khí bên trong, đó chính là cái hệ thống điều hòa của anh em. Thì dàn nóng của anh em ở bên nằm bên ngoài và cái dàn lạnh nó sẽ nằm ở bên trong cái phần táp lô của chiếc xe. Thì mới bình thường như anh em muốn vệ sinh cái đấy thì anh em sẽ phải bung toàn bộ cái táp lô xuống và vệ sinh. Nhưng mà bây giờ cái công nghệ càng ngày càng hiện đại rồi, nó sẽ có những cái máy nội soi và đưa cái dòng hóa chất vào để mà vệ sinh lại cái dàn lạnh cho anh em. Đây anh em có thể thấy đây này, có một cái dòng máy như này, nó để vệ sinh riêng cho cái điều hòa của mình. Và cái dàn máy này thì khi mà nó sẽ có một cái lọ hóa chất đây, anh em thấy không ạ? Hóa chất nó sẽ cắm vào đây, vào cái vòi hơi cắm vào đây, để mà khi mà anh em bấm này thì cái hóa chất nó sẽ được hút từ đây và đưa vào trong cái phần hệ thống dàn lạnh của anh em. Thì cái vòng cái cần này nó sẽ cong được đi theo cái ống này và sẽ điều chỉnh được trong này và sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh trực tiếp để anh em thấy xem cái dàn lạnh của mình nó có bẩn hay là sạch. Đấy, anh em thấy không ạ, cái hình ảnh nó sẽ lên như này. Đấy, thì như bình thường ấy thì nó sẽ có những cái dòng hóa chất chuyên dụng để vào vệ sinh cái dàn lạnh cho anh em, để mà nó vệ sinh sạch, đảm bảo mà không gây ảnh hưởng gì cho hệ thống điều hòa này, và thứ hai là hệ thống chính cái bản thân sức khỏe của anh em. Đấy, đây là cái loại hóa chất của Voltronic này, để mà vệ sinh cho toàn bộ cái hệ thống điều hòa và cái hệ thống không khí bên trong xe. Với cái bộ Voltronic này nhập khẩu của Đức này thì nó sẽ có 3 cái loại hóa chất như này, và những cái dòng hóa chất này là rất là những cái dòng hóa chất tốt. Và anh em thấy không, cái dòng Voltronic này thì từ nhớt dầu động cơ nó đã cực kỳ tốt cho chiếc xe của mình rồi. Đấy, thì những hầu như là cái thương hiệu từ Đức thì anh em có thể biết là những cái đồ dụng cụ của nó rất là tốt và những hóa chất cực kỳ tốt ạ. Đấy, còn anh em mà muốn vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. Ra đấy thì đến cái trí mà nhà của anh khách đây. Thì đây là trước kho phục hút tại 2017 nhá. Thì đây là điều màn đầu tiên này. Anh em có thể thấy đây là chiếc màn này thì đã lắp được rất là lâu rồi. Đây là màn hình CD từ thời trước rồi. Chỉ có nghe USB thôi nha anh em nhá. Thì tem tháo ra đây. Thì đấy, bộ màn này thì đã hỏng rồi. À, đấy đang lắp đặt đây, đã tháo rồi. Lắp thì sẽ có bộ dưỡng kia đi vào chỗ những chiếc xe này. Đấy. À, anh em thấy không ạ? Úp thẳng vào vị trí zin này luôn. Đúng vừa như gì này anh em nhá. Đấy, mà là màn 9 inch. Và cái bộ màn hình bên em lắp cho khách ZT
S100G tặng đầy đủ các hành trình cam lùi. Bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt cho anh khách. Có thì bấm vào đây, em bấm đây cho nó. Mở video nha chị ạ. Mở video dẫn đường. Để dẫn đường thì đến địa chỉ anh cần đến, không đến cái bản đồ. Nó có Navi theo này, Google Map và Việt Map. Thì anh đi theo bản đồ nào để anh nói bản đồ đấy với em. Còn lại thì cam hành trình gì đây, anh ấn vào đây, xem vào đây. Em xong lại đi, cài đặt này. Nó có playback đây. Đã hoàn thành. Này em giới thiệu đến các bác một cái công nghệ mới làm sạch và khử khuẩn để bảo vệ cái sức khỏe cho các bác đi ô tô nha các bác nhá. Đấy, các bác nào đang sử dụng ô tô mà dàn lạnh của mình chưa vệ sinh bao giờ thì các bác có thể tham khảo cái video này của em. Ở bên Akala bên em thì hiện nay là có một cái máy làm sạch, trang bị làm sạch và khử khuẩn dàn lạnh cho ô tô các bác nhé. Và máy này nó sẽ có tạo mùi hương luôn. Đây các bác có thể nhìn cái hình ảnh mô phỏng ở đây. Và đây là cái dàn lạnh của ô tô này. Bình thường ấy, khi các bác mà đi vệ sinh hoặc là thay lọc gió thì nó chỉ thay cái nắp này thôi, đúng không ạ? Chỉ thay cái nắp lọc gió này thôi các bác nhé. Đấy, cái lõi lọc gió này thì nó chỉ ngăn bụi vào thôi. Còn cái mùi hôi và mùi ẩm mốc thì nó nằm ở trong cái dàn lạnh, sâu ở trong dàn lạnh ở trong ô tô cơ. Bình thường các bác mà muốn vệ sinh được cái đấy sạch sẽ thì khi mà ra kỹ thuật thì sẽ phải tháo hết, bung hết cái này ra. Đấy, thì mình mới có thể vào mở được cái dàn lạnh của xe ra. Nhưng bây giờ công nghệ đã có cái công nghệ mới. Mình có một cái máy nội soi như thế này các bác này. Đây, các bác có thể thấy là đây mình sẽ có một cái máy nội soi chi tiết ở đây. Và mình có thể nhìn được chi tiết ở bên trong nó bẩn đến như thế nào luôn ạ. Đó. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng cho bác. Và thời gian để vệ sinh cho một cái gian lạnh cho ô tô này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi các bác nhé. Và sau khi mà vệ sinh sạch sẽ, diệt khuẩn xong hết thì mình sẽ sử dụng cái tinh dầu để khử khuẩn toàn bộ bên trong khoang nội thất này cho xe. Hiện tại thì Akala bên em đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là kiểm tra và khám cái dàn lạnh này miễn phí cho các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng xe ô tô mà xe mình có mùi hôi chẳng hạn thì các bác có thể qua Akala để bên em kiểm tra miễn phí cho các bác. Vâng, đây là chiếc màn hình xong rồi, sau khi bên em đã lắp đặt xong. Đây, màn hình sẽ là màn hình 9 inch, màn hình nguyên bản của chiếc xe sẽ là màn hình 7 inch. Đấy, thì sau khi lắp đặt xong thì các bác thấy không ạ, độ thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Đấy. Với nhiều tính năng hơn. Thứ nhất là bản đồ dẫn đường thì có bản đồ của Navitel. Đây các bác, bản đồ Google Map này, bản đồ của Việt Map này. Đấy, đầy đủ các tính năng như thế. Xem trực tuyến trên YouTube này, có ZT YouTube do ZT tự phát triển. Đấy, và đây anh em có thể thấy có, sau khi lắp đặt xong thì sẽ có cam lùi. Đấy, lắp đặt lượng góc lùi sẽ rộng và nét. Tất cả các phím vô lăng này sẽ được giữ nguyên cho anh em nhé. To nhỏ này, next này và ra lệnh giọng nói. Đấy, anh em chỉ ấn vào đây thôi. Và anh em muốn mở cái video gì này, dẫn đường đến địa chỉ như thế nào thì anh em chỉ cần nói, ấn trên cái khiển vô lăng này và anh em ra lệnh giọng nói trực tiếp ở trên đấy. Và trong màn nó sẽ nhận cái xử lý, đưa cho anh em đến cái vị trí anh em cần đến, mở những cái bài hát, mở những cái video mà anh em cần mở. Đấy, rất là thuận tiện và dễ dàng cho anh em sử dụng. Màn hình thì hiển thị rất là sắc nét với độ phân giải là 1080p thì anh em thấy không ạ? Cái màn hình thì vô cùng to đẹp. Đấy. Cam hành trình thì anh em chỉ cần ấn vào đây thôi, anh em có thể xem được luôn này, tích hợp vào màn. Đây, anh em ấn vào camera thì nó hiện thẳng trực tiếp lên cái bức ảnh camera hành trình. Cái hình thì rất là sắc nét và góc quay rất là rộng, đảm bảo nhỏ gọn cho anh em. Đấy. Anh em nào mà chưa biết lắp màn hình ở đâu thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà lắp xong cái bộ cam 3 mắt này, sử dụng cũng rất đơn giản thôi. Các bác xi nhan bên nào thì nó sẽ hiển thị cái lốp bên đấy luôn này. Đấy. Xe này thì em đang mở cửa nhá các bác nhá. Đây này. Đấy. Toàn bộ lốp này. Đây. Cam trước luôn này. Đấy. Các bác nhìn cam trước ok luôn. Cam sau này vẫn giữ nguyên cam lùi cho mình nhá. Đấy, khi vào lùi vẫn giữ nguyên cam lùi cho mình luôn. Đấy. Lắp bộ này thì cắm rắc zin thôi các bác. Đấy, rất đơn giản. Nó sẽ quan sát được toàn bộ xung quanh xe, bốn xung quanh xe khi các bác cần xem. Đấy, mình xem bên nào mình sẽ quan sát được.
rất là đơn giản thôi, chỉ cần gạt xi nhan bên nào nó hiển thị bên đấy. Đó, rất là tiện. Với dòng xe đời mới như thế này thì các bác nào mà không muốn thay thế cái màn hình zin mà vẫn có cam quay bên xung quanh xe đấy, để quan sát khi mà tiến lùi đỗ và hoặc là lên lề đấy, thì các bác có thể tham khảo cái mẫu cam 3 mắt này nha các bác nhé. Nhiều bác có thắc mắc là đi dán phim cách nhiệt nhưng mà mình không biết được là kỹ thuật dán có đúng cái phim mà mình lựa chọn hay không. Thì đây hôm nay em có cái để test cho các bác xem nhé. Với chiếc xe VF5 này thì bác chủ có lựa chọn cái mã phim cách nhiệt của 3M, mã cao cấp nhất Crystal Light. Thì riêng cái mã phim này thì nó sẽ có cái hiệu ứng quang học. Bởi vì nó là phim quang học 200 lớp các bác xem. Khi mà kết hợp với nước thì nó sẽ có cái hiệu ứng 7 màu như thế này. Mà chỉ riêng có cái mã phim 3M này là có đâu. Nên là các bác dán phim mà chọn mã cao cấp nhất của 3M thì các bác có thể lấy cái mẫu phim thừa của các kỹ thuật mà người ta cắt ra này, thì các bác có thể cho vào nước này, các bác kiểm nghiệm này. Đây, khi các bác thấy khi mà cho nước này nó sẽ có cái hiệu ứng ngay này, là biết được là kỹ thuật có thể là dán đúng cái phim cho mình hay không này. Đó, nhiều bác bảo là đi dán thì xe mình để đây có thể là anh em người ta đổi phim, cháo phim đúng không ạ? Đó. Còn lựa chọn thứ hai, đó là giải pháp thứ hai cho các bác, là các bác lựa chọn những cái cơ sở mà dán phim uy tín, đấy, có trách nhiệm. Với chiếc xe VF5 này thì bên em có tư vấn cho bác chủ để cái giải pháp mic phim. Thì để làm sao, thứ nhất là vẫn đảm bảo được cái độ cách nhiệt cho xe, độ riêng tư của mình, mà vẫn giảm được cái chi phí, kinh phí cho mình khi mà mình dán phim. Thì bên em có kính lái thì mình sẽ mix cái phim là phim 3M gói cao cấp nhất, bởi vì kính lái là kính mà chịu nhiệt nhiều nhất. Còn các phim sườn còn lại thì các bác có thể dán những cái mã mà nó ở mã phổ thông thì để nó giảm cái chi phí cho mình. Thì với xe này thì bác có sử dụng mix phim của những cái kính sườn này thì sẽ sử dụng cái phim của Necco Hàn Quốc các bác nhé. Đây là sau khi mà bên em dán rồi, nó sẽ có cái không gian riêng tư các bác để thấy, khi mà mình nhìn bên ngoài và sẽ khó nhìn thấy, nhưng mà bên trong là các bác nhìn vẫn thoải mái nhé. Đây, khi sau khi dán này thì chỉ số cách nhiệt nó lên đến 98% này, chỉ số ngăn tản UV là 99% nha các bác nhé. Còn đây là cái phim mà khi mà chưa dán lên kính nhá. Đây là phim thừa này, test cho các bác nhé. Đó, nó 99% này và cách nhiệt là 96-95%. Đó, thì khi mà dán lên kính này nó sẽ thêm khoảng 1-2%, bởi vì nó sẽ qua cái lớp kính của mình nữa. Đó. Đây là đóng cửa vào này, các bác nhìn bên ngoài vào này, các bác nhìn bên ngoài gần như là không nhìn thấy gì. Nhưng mà nếu mà cái xe mà chưa dán gì nhá, chưa dán phim cách nhiệt nhé, các bác nhìn ở bên ngoài và các bác thấy toàn bộ bên trong thôi. Nên là cái khi mà cái lượng ánh sáng trực tiếp ấy mà nó dọi vào ấy thì nó không qua phim cách nhiệt, thì các bác nó đi thẳng trực tiếp lên da của mình. Nên là mình, các bác lái xe nó sẽ có cái độ ráp tay ở trên tay này. Còn khi mà mình dán phim cách nhiệt rồi thì cái chỉ số nó sẽ không còn nữa. Đấy, bức xạ nó không còn nhiều nữa. Bác nào cần dán phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Akala các bác nhá. Một phụ kiện cũng không thể thiếu khi mà anh em mới mua xe, đấy là bộ camera hành trình. Đây, như trước Toyota Cross này thì anh chủ vừa mới lấy xong và ra lấy xe xong thì anh đã qua bên em Akala Thái Nguyên để nâng cấp cho mình bộ chiếc camera hành trình ngon bổ rẻ theo đúng nghĩa. Đấy, đây là bộ camera hành trình của 70 mai A500S phiên bản quốc tế, và bộ camera này nó sẽ gồm cả mắt trước và mắt sau, ghi hình đồng thời cả trước và sau cho anh em nhá. Đấy, với độ phân giải đằng trước là 2K và đằng sau nó là 1080 cho hình ảnh sắc nét. Và thứ hai là anh em khi mà anh em có thể nhìn thấy là khi lắp một cái bộ camera hành trình vào cái vị trí này nó rất là nhỏ và gọn. Đấy, hỗ trợ xem lại trên điện thoại. Nên là khi anh em muốn trích xuất video xem lại trên điện thoại, xem lại cái video của mình thì rất là dễ dàng. Chứ không cần phải tháo thẻ nhớ ra nữa, mà anh em chỉ cần kết nối với điện thoại và xem lại trực tiếp trên đấy. Mắt đằng trước sẽ được lắp ở vị trí đằng trước của xe, còn mắt đằng sau sẽ được lắp vào vị trí đằng kính hậu của xe. Đây, rất là gọn nhé anh em nhé. Đấy, lắp vào rất là gọn và rất là nhìn rất là thẩm mỹ.
Còn ngoài ra mà anh em muốn mua xe mới thì ở trong xe nó sẽ có những cái chi tiết nhựa bóng và cái màn hình bao lô và những cái chi tiết như này. Thì anh em muốn bảo vệ tốt cho mình chiếc xe của mình thì anh em hãy sử dụng cái những cái chi tiết dán PVF để chống xước như này. Bởi anh em thời gian đi lâu rồi nó sẽ bị cái những cái nhựa bóng này nó sẽ bạc đi và nó xước thì nhìn rất là xấu. Đấy, trang bị ngay một bộ PVF phục hồi vết xước này thì nó đã đảm bảo cho anh em cái xe của anh em đi 5 10 năm vẫn đẹp và vẫn bền anh em nhá. Còn anh em mà chưa biết nâng cấp cam hành trình ở đâu này, dán PVF nội thất ở đâu này, hãy đến với Akala Thái Nguyên. Camry ăn chơi nhất Thái Nguyên này anh em ơi. Đây. Có chiếc xe Camry này nhá anh em, đây thấy đây. Lên một bộ đèn bi pha này, lên một đội đèn bi gầm này. Đây. Đấy, bộ bi gầm sẽ là X-Line M10 Turbo anh em nhá. Bản mới nhất của X-Line M10 bản 2024, quả này vừa mới ra. Thì bản này có cái trợ pha rất là khủng anh em nhá. Cộng thêm bi bên trên sẽ là lên cho anh em một đôi X-Line V20 bản 2024. Đây. À, bi đã được lắp lên cái vị trí của đèn zin này, anh em thấy không ạ? Đèn sẽ lắp được zin cho chiếc xe nhá. Hệ thống điện thì là giữ nguyên bởi vì công suất của dòng này nó sẽ là bằng với lại với cái đèn nguyên bản của anh em, nên là điện tiếp cắm rắc zin hết anh em nhá. Đây, bi gầm này, lắp vào vị trí zin này, anh em thấy không ạ? Độ thẩm mỹ rất là cao nhá. Lắp zin luôn nhá, không phải chế cháo gì. Đây. Như dòng Toyota cái chân bắt của nó sẽ là chân bắt zin. Đấy. Đấy, anh em thấy bắt có chân bắt riêng thì riêng cho dòng Toyota. Đấy, còn lại điện các thứ chip đèn vi pha là lắp zin. Đấy, anh em xem ánh sáng đây. Nhưng mà con này bên em đang căn chỉnh thì hiện tại chưa xong. Đấy. Anh em hãy chờ đón thế ánh sáng mà trước sau khi em nâng cấp xong thì nó sẽ như thế nào nhá. Để có một bộ đèn sáng như thế này thì anh em sẽ bỏ ra một cái chi phí là khoảng bao nhiêu tiền để có được ánh sáng như này ạ? Đây. Đây là chiếc Hyundai Accent thì với chi phí rất là hợp lý, chỉ với hơn 5 triệu thôi là anh em đã sở hữu một bộ bi LED của GTR Limited 3.0. Đấy, với công suất cốt và với bộ đèn sẽ hỗ trợ cả hai chế độ cốt và pha. Đây anh em thấy với đầy đủ các thông số mà nhà sản xuất đã ghi trên này, với nhiệt màu là 5000 cho ánh sáng rất là bám đường cho anh em đi cũng các cung đường mưa trời sương đi thoải mái luôn anh em nhá. Và mặt cắt cốt rất là rộng. Đấy, với chip LED lên đến 9 chip LED và công suất cốt lên đến 55W và công suất pha lên đến 65W và bảo hành cho anh em đổi mới là 3 năm. Đấy. Và khi mà nâng cấp một cái bộ đèn này thì những bản dòng xe mà có bi này lắp đặt và anh em thấy không ạ? Lắp đặt thì là như zin và tất cả hệ thống điện sẽ được bên em xử lý lại đảm bảo cho anh em trong cái thời gian này anh em sử dụng trong thời gian dài sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe anh em nhé. Và bi sẽ hỗ trợ hai chế độ pha cốt với ánh sáng nguyên bản. Đây anh em có thể thấy đây là ánh sáng cốt của chiếc xe cho ra. Đấy, ánh sáng pha. Đấy. Và một cái điều nữa đó là bi LED thì cái độ trễ nó sẽ gần như là không có nữa. Đấy, anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy, chế độ pha. Anh em có thể để ý hai cái tâm vàng đó là những chip LED phụ để hỗ trợ với những cái dòng bi LED đời mới giờ bắt đầu từ 2024 nó sẽ có chip LED phụ để hỗ trợ cho anh em, giống như hai cái tâm laser ấy. Đấy, nhưng để cho anh em chiếu xa tốt hơn khi mà đi đường trường. Đấy, với ánh sáng 5000 thì anh em đi đời trời mưa trời sương, anh em đi thoải mái. Đấy, còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn ở đâu ạ, hay là anh em muốn tư vấn lắp đặt những cái sản phẩm đèn LED chính hãng thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ lắp đặt cho các bác. Xe thật nhưng mà mẹ nhìn thế này để cho mấy thằng trên kia nó dọn là đỡ được. Bừng lắm nó dọn, nó chỉ lau chùi qua thôi. Thực ra như này nhá. Thằng ấy dọn con ấy 700 cho em về em phải dọn lại. Cái những cái xe này nó lâu rồi ấy, lâu. Thì là em bảo này, tất cả các cái chi tiết mà nó có bẩn hoặc là có mực không biết là bọn em sẽ đánh sạch hết. Còn những cái chi tiết mà ví dụ như cái nhựa bây giờ nó lâu rồi nó bị oxy hóa rồi, nó bị vàng, nó chuyển màu thì nó không phù hồi được, nó chỉ sạch thôi. Lau chùi, vâng, dưỡng phục hồi lại có chứ, dưỡng có xong em dưỡng ạ. Dưỡng phục hồi lại cho anh. Anh cho xe á. Vâng. Hôm qua mấy thằng con nó dọn con 700 tôi tất cho anh về đó, mẹ tao phải đi dọn lại. Ông làm thì bọn em sẽ đầy đủ quy trình, làm cả hơi nước nóng, khe kẽ, ví dụ như ở con doang cánh cửa này bọn em xịt bằng hơi nước nóng. Là anh đóng gửi được không? Em làm thế là đảm bảo cho anh là hóa chất nhẹ này, hóa chất nhẹ mới làm máy rửa máy không xịt dầu bảo dưỡng rồi không dưỡng rồi lau khô rồi gì. Cái này bọn em sẽ vệ sinh bằng hơi nước nóng. Ok anh, cái này bọn em sẽ vẫn phải hóa chất để nó tan rồi, cái dầu mỡ ra rồi. Nhưng mà bọn em chỉ dùng cái hóa chất chuyên dụng mà hóa chất nhẹ thôi, chứ không phải là bọn em xịt cái tẩy ố lên. Nếu cái này nhá, xịt không có bẩn, xịt cái là cái bưởng máy này. Mấy ông bắn cát bọn Đức bắn cạn cả trăm vàng luôn. Bôi chấm là anh không rửa xe, dọn xe anh không chấm đấy. Ok anh. Chấm bôi kiểu đấy, mẹ dân nó bảo mẹ mấy thằng lừa đảo, mẹ nó tập chết, nó chửi chết. Thật mà bây giờ dân tình xe đẹp mà đem chấm chiếc vào đây nó mẹ vớ vẩn, mẹ kẻ thôi nó mờ, mẹ nó zin theo xe còn được.
Rồi ok anh, nói chung anh sẽ vệ sinh. Làm cái gì nhỉ em nhỉ? Nội thất là bọn em sẽ đánh hết. Tháo ghế ra. Tháo ghế ra, vệ sinh hết ghế này, táp lô này, khe kẽ điều hòa này, ví dụ khe kẽ này. Đấy, răng cửa răng kia là xịt bằng hơi nước nóng hết. Nó cốp luôn. Hết cả cốp, lấy cả cốp phụ luôn. Ví dụ như đây là cốp trước các thứ là khe kẽ ở đây là đấy hết. Khe kẽ ở đây là tẩy hết anh. Đấy, tại hôm nay là về làm 100 điểm rồi mẹ con, mà mai cứ lại dọn tiếp. Không gió không riêng điều hòa là xử lý hết gì. Sờ vâng, cái cửa gió điều hòa, cửa gió điều hòa em cũng vệ sinh sạch sẽ cho anh. Thì là gói đấy là bao tiền đấy? Thì em bảo là anh 1,5 triệu với lại là 600 là 2,1 triệu thì em lấy anh 1,9 triệu với anh 200. Tẩy cho bọn em, tẩy bọn em dọn rồi mà. Rồi dọn rồi đấy. Vâng, dọn rồi đấy cho sạch sẽ anh ạ. Anh em làm rồi anh biết mà. Mới tăng trong đá nó dọn được, về phải dọn lại. Civic 2019, màn zin quá nghèo nàn công nghệ thì chúng ta phải nâng cấp lên cái màn Android. Ở đây anh em có thể thấy với một chiếc màn Android khi mà lắp đặt nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin chuyển đổi như thế này. Anh em có thể thấy toàn màn nó sẽ đẹp hơn so với cái màn zin nguyên bản của nó đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có đầy đủ cái tính năng, có tích hợp camera hành trình ghi hình phía trước cho anh em này. Có cam lùi. Thì anh em chỉ cần về số lùi là nó sẽ hiển thị cái cam lùi cho mình luôn rồi. Và một cái màn Android thì không thể thiếu những cái ứng dụng nghe nhạc giải trí như là YouTube, đúng không ạ? Đây. Có YouTube chạy ẩn ở đây luôn. Ngoài ra anh em có thể ra lệnh giọng nói nhé. Tất cả những cái phím bấm ở trên vô lăng này anh em giữ nguyên này. Tăng giảm âm lượng giữ nguyên này, nghe gọi giữ nguyên này. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Bình thường nếu mà anh em có cái màn zin thì anh em sẽ phải sử dụng thêm một cái điện thoại này để anh em tìm đường đi những cái địa chỉ mà mình chưa biết đúng không ạ? Trên màn hình trước khi xuất phát. Nhưng bây giờ có cái màn hình này anh em chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi. Anh em chỉ cần ra lệnh bấm vào cái nút này ra lệnh giọng nói là màn nó sẽ tự tạo cái lộ trình cho mình. Hoặc anh em muốn nghe nhạc, bất kỳ bài nhạc nào thì đều có thể sử dụng giọng nói được. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video trẻ remix. Đó, anh em có thể thấy là cái màn hình nó lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng này và nó sẽ mở ngay cái bài hát mà mình yêu cầu của nó luôn đúng không? Rất là tiện. Giữ nguyên zin cho anh em nhé. Cảm giác hết này. Đấy, tích hợp đầy đủ tất cả tính năng ở trên màn hình luôn. Quá là gọn và quá là đẹp. Mà giá lại hợp lý nhá. Bác nào mà đang sử dụng xe mà có màn hình zin mà quá nghèo nàn công nghệ thì các bác có thể qua Akala để trải nghiệm các bác nhá. Đây. Anh em thấy không ạ? Chứ không phải là các anh em cứ bảo là độ đèn xong nó sẽ bị hơi hơi nhá. Đây cái đèn này là đèn mới tinh từ trong xe mà từ mới tinh từ trong mới tinh nhá, mà đây này. Xe chưa độ đèn, chưa làm gì hết nha, nguyên bản nhá, nó đã bị hấp hơi như này này. Đấy, cái tình trạng hấp hơi mà như này là nó do là nguyên nhân nó làm khi mà anh em đi trên đường nhá, nắng chênh lệch nhiệt độ cao, bên ngoài lạnh, bên trong nóng thì là dẫn đến tình trạng nó hấp hơi, bốc hơi vào như này, nó hấp hơi như này nhá. Không phải là xe nào cũng bị, nhưng mà cũng không phải là do là khi mà độ đèn mà nó sẽ bị hấp hơi hoặc hở nó hơi. Ra có hai trường hợp đến và dẫn đến cái tình trạng như này. Một là khi mà đèn hở quá thì nó sẽ vào nước, và thứ hai là đèn kín quá nó không kiểm soát và chênh lệch áp suất cao thì nó sẽ bị nhá. Đấy, hấp hơi như này này. Đây. Đấy anh em thấy không ạ? Cả hai bên đèn đều bị. Và đèn này là đèn chưa có nâng cấp ánh sáng, đèn nguyên zin nguyên bản cho anh em nhá. Đấy, nên anh em đừng có anh em không nên nghĩ là khi mà độ đèn nó sẽ hơi, bởi vì nguyên bản từ nhà máy ra vẫn có, nhưng có xe nó vẫn bị hấp hơi như bình thường. Combo đầy đủ tiện nghi và an toàn cho chiếc xe VinFast VF5. Đầu tiên thì không thể không nhắc tới đó là cái ánh sáng của nó đúng không các bác. Ánh sáng đèn cũ của nó rất là tối. Và qua bên em đã được nâng cấp lên cái bộ X-Line V20. Ánh sáng như thế này rồi các bác ạ. Đây là mặt các ánh sáng côn nha các bác nhá. Pha đây. Đây là về cái phần tầm quan sát khi mà các bác di chuyển vào buổi tối. Đấy, còn về giải trí sao? Đây, các bác có thể vào trong xe. Về hệ thống giải trí thì mình sẽ có một bộ Android Book dành riêng cho xe điện. Đây, bác chủ đã nâng cấp lên bộ Kalinkit này dành riêng cho xe điện nha các bác nhé. Và ở đây mình sẽ có
cái màn này nó là thành cái màn Android luôn rồi. Đấy, mình có thể có bản đồ dẫn đường này, có YouTube đấy, nghe nhạc các thứ đầy đủ ở khu vực này luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Ngoài ra để đảm bảo an toàn ghi lại hành trình khi mà mình di chuyển, các bác lắp cho em cái bộ cam hành trình đây. Các bác có lắp một chiếc M300. Đấy, 70 mai M300 các bác nhé. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chỉ với combo 3 thứ như này thì các bác đã có đầy đủ tính năng giải trí, có đảm bảo an toàn khi di chuyển và có ghi lại những cái video khi mà mình di chuyển có vấn đề gì xảy ra mình có thể check lại được. Các bác nào mà cần tư vấn cho xe của mình thì sản phẩm gì các bác có thể để lại comment hoặc qua Akala trực tiếp các bác nhé. Anh em thấy không? Đấy, mùi bình thường ấy, anh em cứ bảo là thay cái này là hết mùi hôi này, xong rồi mùi bụi bẩn đúng không ạ? Nhưng không phải anh em nhá. Cái này nó chỉ là cái lọc gió, lọc bụi cho anh em thôi, từ cái khoang động cơ bên ngoài vào nhá. Thì bình thường cái khoang động cơ anh em lấy gió trong hoặc là gió ngoài ấy, thì cái khoang động cơ xong qua cái lọc này, cái quạt này chính là cái quạt ly tâm để ta khuếch đại cái không khí gió ở bên trong điều hòa đây này. Đấy. Thì cái nó sẽ hút, có cái cổ gió hút bên ngoài vào và qua cái miếng lọc này. Và cái lọc này chỉ có tác dụng là chắn bụi và bẩn cho anh em thôi. Nhưng mà cái lọc này trông kín như thế này thôi, nhưng mà nó sẽ không thể cản hết 100% cái bụi mà khi mà đi vào trong cái dàn, đi vào cái hệ thống điều hòa của anh em được. Đấy, thì bình thường một thời gian anh em sẽ thay cái này, nhưng mà anh em lại quên mất là anh em không bao giờ vệ sinh cái dàn lạnh của động cơ bao giờ, điều hòa bao giờ. Cái mà cái dàn lạnh điều hòa chính là cái để tuần hoàn không khí qua đấy để làm lạnh, làm nóng cho anh em. Đấy. Nhưng mà anh em rất lâu có thể không bao giờ vệ sinh, mà đi cả đời, hết cả đời xe rồi anh em vẫn chưa nghĩ là phải vệ sinh như nào. Giống như cái điều hòa của nhà mình ấy, tại sao lại có những khi mà lắp mới thì nó lại mát như thế, và sau này đi sử dụng một thời gian sau nó lại không mát và cảm thấy có mùi hôi bí và cả những mùi nấm mốc ở trong xe. Đấy, thì hiểu được cái vấn đề đấy, bên em đã đưa về một cái sản phẩm hóa chất vệ sinh dàn lạnh của Voltronic, hóa chất của Đức, để mà vệ sinh toàn bộ là cái hệ thống không khí bên trong xe và hệ thống dàn lạnh cho anh em, rửa sạch nội soi và đưa được những hóa chất tốt nhất cho anh em để anh em sử dụng, bảo vệ sức khỏe cho anh em, bảo vệ an toàn cho anh em mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì trong cái bộ Voltronic này có đến tận 3 cái lọ dung dịch hóa chất để mà tạo tẩy rửa cái dàn lạnh cho anh em. Với những cái lọ với cái hóa chất nhập khẩu của Đức này thì tạo cái diệt khuẩn này và làm sạch. Còn đây là cũng cái dòng của Voltronic AC22, thì con này là tạo vệ sinh lại cái khoang nội thất bên trong xe của anh em, tạo cho anh em một cái không khí trong lành và diệt nấm mốc ở bên trong khoang nội thất bên trong xe. Đấy. Còn anh em nào mà sử dụng xe nhá, mà anh em chưa bao giờ chưa vệ sinh cái dàn lạnh cho ô tô, hoặc là anh em cảm thấy xe có mùi hôi, điều hòa không mát sâu, hay là điều hòa cảm thấy có mùi khó chịu, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác. Chắc rằng là nhiều anh em bây giờ vẫn mua cái kẹp điện thoại và xong là anh em kẹp cái điện thoại ở đây đúng không ạ? Anh em mở nhạc phát qua Bluetooth hoặc là dẫn đường thì anh em đi bằng cái Google Map này đúng không ạ? Đấy. Nhiều anh em bây giờ hiện tại là vẫn đang sử dụng là cái kẹp điện thoại để đây hoặc để trên này. Thực ra cái này thì nó nhiều lúc rất mất tập trung. Đấy, anh em đi lái xe thì biết rồi đó. Còn thay vì cái việc mà anh em phải để cái điện thoại trên này, anh em quan sát vừa đi vừa xem đường, thì hiện tại anh em thay một bộ màn hình Android, nâng cấp lên một bộ màn hình Android như này, thì là anh em sử dụng đầy đủ tính năng, ví dụ như bản đồ dẫn đường này, nghe nhạc, xem phim, giải trí, thậm chí là cả cảnh báo giao thông, bản đồ cảnh báo giao thông ở trên này luôn. Thì anh em thao tác nó rất là dễ dàng, hoặc anh em mà không mất tập trung, và có thêm phần mềm mà tính năng là ra lệnh giọng nói, đi anh em không phải ấn tìm địa chỉ này đâu, chẳng hạn như đây. Đấy, anh em nói là dẫn đường tới sân bay Nội Bài bằng Vietmart 2. Đó. Thì anh em muốn đi đến đâu anh em chỉ cần nói một câu lệnh thôi, là anh em không phải ấn bằng tay hoặc tìm trên điện thoại này. Nhờ lúc anh em chạy cao tốc với tốc độ cao 80-90 km/h mà anh em cứ ấn cái điện thoại này, thực sự là nó rất là nguy hiểm. Đó, còn anh em sử dụng bộ màn hình Android này thì chỉ một câu lệnh thôi, hoặc là anh em muốn nghe nhạc giải trí này, anh em nói một câu thôi, mở video nhạc Quang Lê. Đang mở video nhạc Quang Lê. Đó, anh em vừa có thể là vừa nghe nhạc này, vừa có bản đồ dẫn đường này, cực kỳ tiện luôn.
Đó, anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ô tô mà cần nâng cấp lên màn hình Android, em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Chen Bullet chắc nâng cấp bi thì sẽ như thế nào? Đây anh em này, với bộ đèn bi LED, bi trên sẽ là X-Line V30 Ultra và bi gầm sẽ là bi X-Line X3 Pro. Đây, sau khi nâng cấp đây, anh em thấy là bi pha sẽ đổ vào vị trí zin của đèn pha, bi gầm sẽ đổ vào đúng vị trí của đèn gầm. Anh em thấy không ạ? Sau khi nâng cấp xong, đèn bi nguyên bản của chiếc xe này nó sẽ là đèn bi halogen nhá. Đèn bi gầm là halogen, đèn bi trên sẽ là đèn pha projector rồi nhưng mà nó bóng halogen. Độ sáng đi rất là kém nên là anh em hầu như là nếu mà sử dụng đi trong cái cung đường trường đèo núi thì là không bao giờ đủ ánh sáng, đủ điều kiện ánh sáng để mà quan sát, để mà xử lý cho những cái tình huống mà anh em đi trên đường. Thì do cái nhu cầu đi lại ấy, thì là anh chủ anh đã quyết định qua bên em và nâng cấp lên một bộ với combo bi LED và bi pha và bi gầm lên đụn full cho chiếc xe này, đảm bảo cái nhu cầu ánh sáng thẩm mỹ và đi không chói mắt cho người đối diện. Đấy. Với X-Line B30 thì nó là vua của phân khúc của bi LED rồi, với mặt cắt cực kỳ là rộng và thứ hai là pha gom vào tâm, ánh sáng chiếu ra hỗ trợ, có chip LED pha hỗ trợ nên là anh em khi mà đi vào trời mưa trời sương anh em đi thoải mái. Với cái nhiệt màu là 5000 cho anh em cho ra ánh sáng hơi ngả vàng để đảm bảo cho anh em quan sát. Thứ hai là bi gầm X3 Pro thì sẽ cho ra ánh sáng trắng nhưng pha tâm vàng để anh em hỗ trợ cho anh em đi trời mưa trời sương vẫn vô tư thoải mái anh em nhé. Và đặc biệt là đèn gầm nó sẽ giấy chân sáng rất là dày nên là đảm bảo cho anh em có thể thoải mái di chuyển cho mọi cung đường, mọi cung thể thiết. Với cái bi pha X-Line V30 mặt cắt cực kỳ rộng đấy. Còn anh em nào mà chưa nâng cấp đèn nhá, mà muốn nâng cấp đèn và muốn tham khảo những cấu hình đèn tốt chất lượng thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để anh em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác. Cái dòng xe mà đời trước các bác ấy, từ dưới đời 2020, 2021 thì nó sẽ có màn DVD đúng không? Còn dưới đời đấy thì nó chỉ là cái màn thường thôi, thì chưa có, các bác chỉ nghe đĩa được thôi. Thì các bác nâng cấp cái màn, ví dụ đây là một chiếc Vios 2018 này đấy, thì khi mà mình nâng cấp lên màn Android nó sẽ là cái màn chín với hình như này. Và đây là cái viền dưỡng zin của theo xe nguyên bản nhé các bác nhé. Đó, lên màn này đấy, các bác sẽ có đầy đủ combo cam lùi này, vào lùi sẽ hiện lùi và cái khoảng cách. Cái này em đang mở cốp đấy, các bác có thấy cái góc nó rất là rộng và nó cam HD rất là sắc nét. Ở đây thì các bác sẽ có cam hành trình phía trước này đấy, ghi hình phía trước nhỏ gọn như này. Còn cái này là cam cũ của bác chủ đã lắp từ trước rồi, cái này lắp với dán này nó sẽ gọn hơn. Đây các bác có thể xem, đây là cái cam hành trình ghi hình phía trước luôn nha các bác nhá. Đấy, có cảnh báo lệch làn đường, va chạm sớm cho các bác luôn đấy, nhắc xe di chuyển đấy, có đầy đủ luôn. Các bác xem lại, mình có thể xem lại trên màn hình này luôn, các bác không cần phải kết nối điện thoại nữa đấy, rất là tiện luôn đúng không ạ. Đây, có cả ghi âm luôn đấy, đầy đủ. Và một cái màn Android thì không thể thiếu được các chức năng như là bản đồ đấy, bản đồ có cảnh báo tốc độ cho các bác này, nghe nhạc giải trí, điều khiển ra lệnh bằng giọng nói luôn. Chiếc Vios này thì sẽ ra lệnh giọng nói trên vô lăng này luôn các bác này, thì mình chỉ cần bấm vào đây thôi, các bác chỉ cần bấm đây thôi, mở video nhạc trẻ remix đó. Các bác chỉ cần muốn nghe nhạc gì thì mình chỉ cần bấm vào, mình ra lệnh cho cái màn nó hoạt động luôn đấy, nó sẽ làm mở cái theo yêu cầu của mình đó. Đây, đi đến sân bay Nội Bài. Đấy, các bác rảnh tay thì đương nhiên là mình chỉ cần bấm trên này thôi đúng không ạ. Đấy, tăng giảm âm lượng, qua bài, next bài, rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có bản đồ Google Map này, Việt Map cho các bác sử dụng bằng Navi theo. Đấy, có cả bản đồ online và offline cho các bác sử dụng nhé. Đấy, có cảnh báo tốc độ và cam phần nguội cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà đang sử dụng xe mà chưa có những cái tính năng đấy thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé. Đây rồi anh em ơi, đây này, cái là cái khoang máy mà chưa vệ sinh này, anh em nhìn thấy cái khoang máy mà chưa vệ sinh thì nó như thế nào chưa? Đây, sau thời gian sử dụng dài thì anh em có thể thấy là bụi bẩn bám lên rất là nhiều. Và thứ hai là những cái anh em thể thấy khi mà bụi bẩn tích tụ đây này thì lâu này, thì những ở những cái đầu rắc này anh em thấy không ạ, đơn đất cát nó sẽ nhét vào đây này. Đấy, và theo anh Dương em rửa xe thì nó nước riếc nó sẽ bám vào đây và nó sẽ khoảng khô cứng cái cao su này. Đấy, khô cứng cái cao su này và sau nó sẽ oxy hóa dần dần, nó sẽ mục và gãy. Đấy, anh em mà không rửa xe thường, anh em mà không chăm sóc thường xuyên nhá, không em chăm sóc định kỳ nhá, thằng này sẽ vỡ đi. Còn đây là một chiếc Toyota Vios, bên em đang tiến hành vệ sinh khoang động cơ đây, anh em có thể thấy là
sau khi về rửa lại thì nó sẽ sạch. Đây anh em đang tiến hành rửa đây. Và rửa bằng cái gì ạ? Vẫn là cái máy hơi nước nóng huyền thoại của em đây. Đấy, anh em chỉ cần lấy cái máy hơi nước nóng này anh em về vệ sinh thôi và xịt thôi. Và hóa chất thì sẽ là hóa chất chuyên dụng, không ảnh hưởng đến cái hệ thống khoan động cơ của anh em. Đấy, anh em thoải mái rửa anh em đấy, không ảnh hưởng đến những cái diên sắt những cái diên sắt về mặt máy đấy nhá. Những cái cao su nó không ảnh hưởng nhá. Anh em thấy không ạ? Đấy, vệ sinh ngâm ủ thoải mái. Đấy, đây là cái vệ khoang máy đang vệ sinh và cái này là khoang máy chưa vệ sinh. Anh em thấy hai cái đang xong hoàn toàn. Sau khi vệ sinh xong thì nó sẽ được dưỡng lại bằng một hệ dưỡng lại bằng nhựa, dưỡng cao su để làm mềm hết những cái gioăng cao su này để cho lại cho anh em. Để anh em cái khoang máy của anh em lúc nào cũng bền và đẹp nhá. Anh em mà có nhu cầu vệ sinh khoang động cơ nhá, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhá. Đi bao nhiêu lâu thì nên dọn nó hết một lần ạ? Đấy, đấy là câu hỏi mà hầu như các bác mà đi xe mà bác rất hay hỏi, mà không biết là cái xe của mình nên định kỳ dọn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu thì nên dọn một lần. Thì bình thường định kỳ khoảng độ 6 tháng đến 1 năm thì các bác nên dọn nội thất cho mình lại một lần để cho chiếc xe của mình luôn sạch đẹp và cái nhựa này các bác được dưỡng đều để lấy lại những cái màu nguyên bản của chiếc xe, tạo độ bóng và độ lì. Đấy. Và bảo dưỡng cho chiếc bụi chi tiết nhựa, chi tiết da không bị lão hóa. Đấy là cái đầu tiên. Và những cái khe kẽ này, và thứ hai là khi mà các bác đi bên trong xe này, khoang nội thất xe mà sạch sẽ thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và nhìn được cảm thấy nó yêu chiếc xe của mình hơn. Đây các bác có thể nhìn thấy đây là chiếc VinFast Fadin mà qua bên em chăm sóc lại tổng thể, dọn lại nội thất chuyên sâu này, vệ sinh khoang động cơ này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là cái xe từ 2020 đến bây giờ là 4 năm. Đấy, sau khi vệ sinh các bác nhìn thấy cái thay đổi lớn không ạ? Cái gioăng cửa này sẽ được vệ sinh lại hoàn toàn. Đấy, gói này thì đã tháo ghế hoàn toàn ra để mà vệ sinh. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, bên trong bên em đã tháo hết toàn bộ này ra, vệ sinh lại toàn bộ những ngóc ngách ra. Anh em có thể thấy đây, sau khi vệ sinh xong. Đấy, lấy lại vẻ đẹp nguyên bản của chiếc xe. Đấy, sau nhiều năm sử dụng mà cái xe của mình vẫn còn đẹp bóng và đẹp như thế này. Và cái thứ hai đấy là cái khoang động cơ của anh em. Anh em có thể thấy là cái khoang động cơ là một cái khá là quan trọng. Khi mà các anh em lâu ngày không vệ sinh thì thật ra là sẽ làm cái môi trường cho chuột, bọ, rắn, rết nó sẽ ở nó trú ngụ trên này. Vất nhất là con đầu đen, con chuột ấy, nó rất hay nằm ở trên này và đái trên này. Và có nghiêm trọng hơn có thể cắn hết những cái dây điện như này. Đấy. Nó các bác không chăm sóc thường xuyên để phát hiện, một thứ nhất là khi mà chăm sóc thường xuyên các bác sẽ phát hiện ra được là cái khoang máy của mình nó có bị hư hại gì không này, và để em báo cho các bác để các bác biết để xử lý sớm không có những cái thiệt hại về sau này. Kiểm tra lại hoàn toàn được cái nước máy này, hệ thống điện của xe này có vấn đề gì không thì bên em sẽ báo cho bác. Vì giờ là cứ nói là ô tô thôi, nhiều bác con trai hoặc con gái đi cũng có thể là không bao giờ biết được là cái xe của mình nó bị tình trạng như nào. Rất là nhiều người bị tình trạng như thế và có qua bên em, và đến lúc em báo thông, em nhắn tin và em thông báo cho thì mới biết là cái xe nó đang bị tình trạng như thế này. Còn anh em hầu như là cứ đổ xăng vào và đi. Đấy. Còn anh em nào mà chưa biết vệ sinh nội thất đâu nhá thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nhá, để bên em vệ sinh cho các bác. Hóa chất chuẩn chỉ, đảm bảo các bác là toàn hóa chất chính hãng, vệ sinh cho các bác sạch đẹp, bảo dưỡng lại toàn bộ cái hệ thống da và có những cái gói khử mùi khử khuẩn trong xe để cho chiếc xe của các bác thơm tho sạch sẽ. Cảm ơn các bác. Vâng. Các bác đừng có vội thay màn hình khi mà chưa biết đến cái sản phẩm này nha anh em nhá. Đây là bộ Android Book mà lắp biến màn hình zin thành màn hình Android, được lắp đặt được cho tất cả các dòng xe như Santa Fe, Tucson, Kia, Mazda, Pozo. Đấy, hầu như các dòng xe mới trên thị trường đời mới bây giờ sẽ lắp được hết tất cả các dòng Android Book này và đều hỗ trợ cho các dòng xe anh em nhá. Thì cái bộ này thì chỉ cần đây. Đấy, bộ nó nhỏ này thôi, và đây này, trong này nó sẽ có một cổng USB để cắm kết nối từ cái bộ Android Book này vào cổng USB zin của xe, và anh em có thể sử dụng được nguyên cái trên cái màn hình zin của xe mà sử dụng tính năng Android như ra lệnh giọng nói, bản đồ dẫn đường, cảnh báo tốc độ, mở video xem YouTube. Đây anh em thấy là cái bộ em đang thi công và lắp đặt cho chiếc Hyundai Tucson đây, thì đấy bộ Android Book thì cắm zin vào cổng USB và biến cái màn hình zin thành màn hình Android, và anh em sẽ không cần phải cài đặt cái gì ở trên đấy nữa, và không phải thay đặt màn hình, tất cả đều là cắm jack zin và cắm thông qua cổng USB và giữ zin 100% cho anh em. Còn khi nào anh em muốn về zin anh em chỉ cần rút cái này ra, hoặc là anh em có hai xe nhá thì anh em chỉ cần lấy cái bộ book này thôi và rút ra cắm sang dòng xe khác là xong. Đấy, rất là thuận tiện và tiện lợi cho anh em. Cấu hình thì cực cao, RAM 4GB và ROM 64GB, đảm bảo cho anh em sử dụng tất cả các tính năng giải trí trên xe. Đấy, còn lắp đặt Android Book ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá. Đây là chiếc Ford Ranger đời 2016 thì các bác thấy không ạ? Với thời gian sử dụng dài thì khoang máy rất là bẩn, thì cũng qua bên em để mà vệ sinh lại toàn bộ khoang máy.
Đây, khoang máy thì bên em đã có vậy, các kỹ thuật viên bên em đã vệ sinh xong rồi thì đã trả lại cho chiếc xe khoang máy này có một vẻ đẹp gần như là nguyên bản. Với cái thời gian máy đã chạy đi thời gian lâu rồi thì tất nhiên là sẽ không thể được 100% như mới, nhưng mà sau khi rửa xong thì toàn bộ cái khoang máy sẽ được vệ sinh sạch sẽ, dưỡng lại toàn bộ hệ thống dưỡng nhựa cao su để làm mềm cao su, và những cái chân rác này được đảm bảo cho các bác là hoạt động trong thời gian dài và tránh được cái môi trường ẩm thấp, bụi chuột chuột có thể lên trên khoang máy này của anh em làm tổ đấy. Còn combo chuyên sâu hơn thì bên em có dọn nội thất cho chiếc xe này đấy. Thì bây giờ em kỹ thuật đang được vệ sinh lại tổng thể cho chiếc xe đây. Các bác có thể nhìn thấy sau thời gian dài mà các bác không vệ sinh này, sau khi đánh ra thì chất bẩn nó sẽ ra như là như này, màu vàng này. Và bên em sử dụng toàn là những cái hóa chất chuyên dụng cho các bác, hóa chất của GB, hóa chất của Maquai để vệ sinh chiếc nội thất của chiếc xe của mình. Chiếc xe này thì sẽ lựa chọn gói vệ sinh cao cấp, do tháo toàn bộ ghế và sàn ra cho bác để mà vệ sinh chuyên sâu từ trần, sàn, vô phần táp lô, cánh cửa, hồn cốp, sẽ chi tiết cho các bác. Và những cái gioăng cửa kính này các bác đi lâu ngày nó sẽ bị rít và kẹt. Thì bên em có vệ sinh là toàn bộ cái này với gói vệ sinh cao cấp. Đây các bác có thể nhìn thấy khi mà các bác đi lâu này, đấy, cái vết dầu mỡ cái bẩn sẽ bám này, đây chính là cái tác nhân gây ra cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho các bác. Thì các bác nên vệ sinh định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần cho chiếc xe của mình để đảm bảo cho chiếc xe của mình luôn luôn sạch đẹp và không khí trong lành. Cảm ơn các bác. Chú ấy sáng gì chú? Chú ấy sáng gì chú? Cái này thì bọn cháu, cái này đèn bọn cháu có bảo hành điện tử hết chú nhá. Vâng. Cái bóng led này thì chú muốn thay thì thay thôi, chứ còn nếu mà thực sự cái bóng led của chú bây giờ mà bật thì nó dùng cái ánh sáng của cái bi trên này này, nó sáng nó sẽ át hết cái bóng led. Vâng. Nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là chú lắp cái nó bị cháy một bên mà nó không báo lỗi thì chú có thể chú vẫn đi được thoải mái. Chú chỉ sợ là ví dụ nó báo lỗi thôi. Đấy. Chú cứ lên cái combo thế này đi thoải mái sáng rồi. Như bây giờ bật pha là cả cái led cũ của chú đều sáng cả thôi. Dạ vâng ạ. Khi lên pha đây là có pha này lên này, pha dưới này lên này, cả cái này là lên là cả 6 pha. Mỗi bên 3 pha. Đèn gầm này cũng pha. Ở đây là ánh sáng, khi mà chú lắp đặt xong ánh sáng này thì đi nó đảm bảo hơn, chứ còn xe này thì nó dùng đèn nguyên bản thì giờ nó không thu ấy. Chú xem được quá sáng luôn. Con này mà lên cao tốc mà đi mà không có xe lên phà đi mỹ mãn sướng luôn.